Tập 33. Tiểu Đinh, hả? Buổi khám miễn phí cộng đồng thứ 6 này là do Hiệp hội Bảo vệ Động vật tổ chức. Cần một vài người qua giúp, cô có thời gian thì đi chung với tôi đi. Được, đi chung thì đi. Được, phải quyết định vậy nha, được. Alo, em đang làm gì thế? Em đang thay các mèo cho các bé đáng yêu, chuẩn bị tan làm rồi. Vậy anh có thể đưa cô gái đáng yêu này về nhà được không? Hả? Bác sĩ Chu, đã lâu không gặp. Sao anh lại về đây thế? Về còn cùng em trải qua kỷ niệm 2 tháng chúng ta bên nhau chứ. Anh qua đây đi. Đây là cái ôm 1 phút mà lúc rời đi anh đã nợ em đó. Đây là nụ hôn khi trở về của anh. Đây là nụ hôn đáp trả của em. Răng em đã đỡ hơn chưa? Có còn đau không? Đỡ hơn nhiều rồi, không đau nữa. Anh xem, cũng không sưng nữa rồi. À đúng rồi, anh đột nhiên về đây như vậy không sao chứ? Khóa học đã kết thúc rồi, còn cần nộp một bản báo cáo nữa thôi. Báo cáo đó cũng không bắt buộc phải làm ở Bắc Kinh mà. Anh đã xin nghỉ rồi, em không cần lo. Anh còn đặt cả nhà hàng Tây mà em muốn đi từ lâu nữa. Chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm trình diễn ánh sáng. Được đó, em nghe nói ốc sên nướng bơ ở đó ngon lắm. Em đã muốn thử lâu lắm rồi. Cảm ơn anh. Anh cũng mong chờ rất lâu rồi. Em muốn ăn 2 phần liền. Không, 3 phần. Đầu tiên, chúc mừng mọi người trong lễ hội mua sắm đông ấm này đã trở thành streamer top 1 của các tầng. Lần này công ty chúng ta tổng cộng có 3 streamer đã lọt top 20. BXH Livestream Thùy Loại, đặc biệt là Lia, đã vượt qua được cả tổng doanh số đã hứa, đứng top 8 mảng chăm sóc sắc đẹp toàn mạng. Chúc mừng. Cảm ơn. Còn cả Ngô Đại Nương của chúng ta nữa, biểu hiện lần này của cô cũng rất xuất sắc, đứng top 10 mảng ẩm thực. Đây là lần đầu tiên Lan Châu lọt được vào top 10 mảng này đấy. Còn cả kiệt mập của tầng 3, gói quà cho năm mới tốt hơn của cậu. Tổng đợt tiêu thụ ngày đầu tiên đã đạt tới 15.000 đơn luôn, xếp thứ 19 bảng xếp hạng tổng hợp. Đây là thành tích tốt nhất của tầng 3 trong lịch sử ngần ấy năm của Lan Châu đấy. Lần này dưới sự cố gắng của tất cả các tầng, chúng ta đã đánh một trận vô cùng đẹp mắt. GMV toàn mạng cũng là lần đầu tiên vượt qua Ngạo La, đứng đầu toàn mạng đấy. Rất cảm ơn mọi người đã cống hiến cho Lan Châu nhiều như vậy. Tôi đã thay mặt cho công ty chuẩn bị cho mọi người một ít lì xì. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, năm sau tạo thành tích tốt hơn thế nữa, được không? Được. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Được rồi, tôi cũng nói xong rồi. Tôi biết mọi người cũng rất nóng lòng về bộ phận của mình để cùng ăn mừng với đồng nghiệp. Tôi không nói nhiều nữa. Được rồi, cứ như thế đi. Lilia, cô chờ chút. Sao thế sếp tưởng? Tôi không ngờ là cô sẽ kéo tương tác giúp tầng 3. Đây không phải là chuyện nên làm sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, trước đây không phải anh cũng đã nói với tôi rồi hay sao? Muốn trở thành streamer hàng đầu, đối thủ của tôi không nên là người cùng công ty, mà phải phóng tầm mắt nhìn xa hơn một chút. À đúng rồi, sếp tưởng. Tối nay tôi đã hẹn các đồng nghiệp cùng đi ăn mừng rồi. Đã đặt một phòng riêng. Nếu như anh không bận thì đi chung với tôi đi. Tôi không đi đâu. Để lần sau đi. Cổ họng của tôi vẫn còn hơi đau, không hát nổi đâu. Lần sau chúng ta đi chung. Được. Vậy tôi đi trước nha. Được, cảm ơn. Sếp tưởng, người ở vị trí đặc biệt đã gửi thông tin mới nhất của Ngạo La qua. Nói từ doanh đã tức tới mức đập ly trong phòng làm việc luôn rồi.
Chúng ta có thừa cơ lan truyền việc lần đầu tiên Lan Châu đánh bại được Ngạo Lai hay không? Khiêm tốn chút đi, càng là những lúc như thế này lại càng phải khiêm tốn. Nhưng mà bên phía Từ Doanh, tôi vẫn nên quan tâm một chút đấy. Vậy tôi gửi số điện thoại của anh ta cho nha. Không cần. Cậu đi lấy bánh kem trước đi. Được. Số lạ. Sao anh lại cướp điện thoại của tôi thế? Anh mới thắng có một lần đắc ý cái quái gì? Trước đây là ai đã nói với tôi ấy nhỉ? Lan Châu là một công ty ma, sẽ chẳng bao giờ đứng lên được hay sao? Mặc kệ anh đó. Một ngôi sao sáng lấp lánh trên cao, cả bầu trời đều là Từ Doanh nhỏ. Treo trên trời cao tỏa sáng lấp lánh, khóc oa oa như một đứa trẻ. Ăn chút gì đó thôi, cùng ăn mừng với tao nha. Hôm nay là ngày vui của Lan Châu chúng ta đấy. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Sau đó còn một chuyện nữa. Lì xì mà sếp tưởng cho. Xem này. Ly thứ hai, tôi muốn mời chị Sản. Nếu không có cô thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Cảm ơn. Phải đó chị Sản, không có cô thì sẽ không có ngày tầng ba chúng ta nở mày nở mặt thế này đâu. Chị Sản, em cũng mời chị. Em cũng mời chị. Tôi mời chị. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng muốn mời mọi người một ly. Tất cả đều là sự cố gắng của tất cả chúng ta. Tuy là quá trình có hơi khó khăn và vất vả, nhưng mà chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta đã đột phá được cái gọi là giới hạn rồi mà, phải không? Phải, đúng vậy. Cạn ly. Ủa, sếp tưởng. Sếp tưởng, chào sếp. Náo nhiệt tới vậy sao? Để tôi mời mọi người. Nào nào nào, sao anh lại tới đây? Cảm ơn. Thì tới ăn mừng đấy. Chúc mừng mọi người nha. Thắng lợi lần này của Lan Châu chúng ta, tầng 3 mọi người có công lớn lắm đấy. Thật ra ban đầu công ty đặt ra KPI cho mọi người vốn chỉ có 15% thôi, nhưng mà mọi người lại chiếm tới 30% doanh thu của công ty chúng ta. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta có thể vượt qua được Ngạo La đấy. Là mọi người đã thể hiện được năng lượng lớn mạnh để cả công ty đều biết. Chỉ khi mọi người cùng đoàn kết lại mới có thể làm một cái bánh kem thật to. Vậy nên tôi tuyên bố tiền thưởng cuối năm mỗi một người đều được tăng gấp đôi. Cảm ơn sếp tưởng, cảm ơn sếp tưởng. Mời tầng 3, mời tầng 3. Mọi người nhìn tôi làm gì, tôi có phải là đồ nhắm đâu. Cứ ăn uống thoải mái đi chứ. Tôi thấy hôm nay hình như sếp tưởng có vẻ hơi khác đó. Cô đừng có chen ngang nữa. Nào, rượu bưởi không thêm chất phụ gia, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Chúng ta cạn ly đi. Được. Gói quà lần này bán tốt như vậy, công của anh rất lớn đấy. Tôi có làm gì đâu. Ôi trời, lần này lại biết khiêm tốn rồi à. Cảm ơn anh nha, đã để cho những người mua may mắn vào được kho hàng của Lan Châu. Cách kéo tương tác này đỉnh thật đấy. Không có gì. Bánh kem mà sếp tưởng đặt cho mọi người tới rồi đây. Nào mọi người cùng ăn bánh kem đi, nhanh lên. Lớn như vậy sao? Kiệt mập, cậu là công thần lần này, cậu cắt bánh kem đi. Tôi cắt hả?
Tôi nghĩ vẫn là để chị Sản cắt đi. Đúng đó, chị Sản cắt đi. Chị Sản là nữ hoàng của tầng 3 này, để chị cắt đi. Nữ hoàng ư? Anh nghe gì chưa? Nhanh lên, mau giải thích với sếp Tưởng đi. Nữ hoàng nghĩa là sao? Nữ hoàng chính là tới khi công ty mở tiệc sẽ là người bước lên trình diễn tiết mục. Cô còn ảo tưởng nữa. Được, để tôi cắt. Hay là đưa dao cắt bánh kem cho sếp Tưởng cùng cắt. Được, nào sếp Tưởng cắt đi, đợi đã. Mọi người chụp tấm hình đi, nhanh lên. Nào, 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 nào. Mọi người cùng đứng vào đi. Cẩn thận, cẩn thận. 3, 2, 1. Chị Sản đẹp không? Đẹp. Xong rồi, nào cắt bánh kem đi. Đợi lâu lắm rồi đó. Để tôi. Sếp Tưởng, tôi mời anh một ly. Các chị em, ngày mai bác sĩ Chu sẽ đưa mình đi ăn món Pháp. Mình sẽ đi làm một kiểu tóc thật đẹp. Chị Sản à, chị sao vậy? Sao chị lại cười tủm tỉm thế? Tôi có sao. Có thể là tôi thấy cơm chó của bạn tôi ngọt ngào quá. Tôi đi nhà vệ sinh chút nha. À, đèn nhà vệ sinh bị hỏng rồi, chị cẩn thận nha. Vậy cô có đi không? Em mới quay về thôi. Tổng doanh thu của cô tăng đương nhiên sẽ được lên tầng 4 rồi. Cố lên. Được, cố lên, cố lên. Sếp Tưởng à, tôi cũng mời anh một ly. Nào, cố lên nha, vất vả rồi. Trùng hợp thế, anh đứng đây làm gì vậy? Cô, chắc là không phải chờ tôi đó chứ. Để tôi giúp cô. Làm gì vậy? Tôi đâu có sợ bóng tối, tôi biết mà. Được rồi, tôi cũng hơi sợ. Tôi biết mà. Anh còn biết gì chứ? Tôi còn biết chị Sản lần này nhất định sẽ làm rất ổn. Chắc chắn thế sao? Đương nhiên rồi. Lần này Lan Châu vượt qua Ngạo La cũng nằm trong phạm vi kế hoạch của anh sao? Có nằm trong, nhưng mà cũng không nằm trong. Thật ra là từng nghĩ tới việc vượt qua rồi, nhưng nói thật, không có lòng tin cho lắm. Tối hôm đó, khi chúng ta ngồi xe thú nhúng, cô nói với tôi rằng cô đã quyết tâm để giành được độc quyền cho tầng 3. Lúc đó tôi đã cảm thấy có thể chuyện này sẽ không thành công thật. Thật ra ngay từ đầu khi mới thực hiện, tôi đã bắt đầu bày binh bố trận cho dàn streamer. Đúng vậy, streamer của những năm nay càng lúc càng nhiều, nhưng mỗi một người đều chỉ lo cho bản thân, chưa từng có lần nào giống hệt như hôm nay. Có thể phát huy được sức mạnh của dàn nhân sự này. Cho nên chị Sản, công lao của cô rất đáng để ghi nhớ. Tôi phải cảm ơn cô. Ôi trời, chuyện nhỏ thôi mà. Chút nữa cô có kẹt gì không? Sao thế? Chúng ta tới Ngạo La một chuyến đi. Để làm gì? Tôi muốn lấy lại cây phát tài của mình. Hả? Chúng ta ấu trĩ quá đi mất. Không, anh tính trộm thế nào đây? Âm thầm trộm về hay là chất vấn thẳng mặt? Cây của bản thân tôi sao tôi phải âm thầm đưa về chứ? Tôi chắc chắn là phải đối chất chính diện rồi. Tôi không chỉ phải đối chất với anh ta mà còn phải nói thẳng mặt. Chà, anh định nói gì? Tôi sẽ nói. Từ Doanh, tôi tới lấy lại thứ thuộc về mình. Còn một câu nữa, tôi nói anh nè, đổi tên đi. Đừng tên là Từ Doanh nữa, tên là Từ Thua đi. Anh cũng thâm độc đó, Từ Thua. Anh như thế vô tình giúp vai vế của người ta cao hơn một bậc. Vậy chú Từ cũng đúng ha. Cũng không thể gọi như thế. Vậy gọi là Từ Bất Doanh. Được. Anh nói xem Từ Bất Doanh này gặp anh vào lúc này sẽ có biểu cảm thế nào. Chiều nay khi gọi điện cho anh ta,
Nghe ngữ khí trong điện thoại thì anh ta chắc là rất khó chịu đấy. Đương nhiên rồi, đã thua trận này còn phải nghe anh nói một cách đắc ý, chẳng phải sẽ tức lắm sao? Làm anh ta tức chết đi. Hay là anh ra vẻ bằng biểu cảm cho anh ta đi. Ví dụ như kiểu như thế này, còn nữa. Cái này, được, tôi sẽ làm như vậy. Cái này được đó. Chúng ta đúng là quá quắc thật. Người ta buồn như thế rồi mà còn rắc muối cho người ta nữa. Rắc muối đã là nhẹ lắm rồi. Nè, chắc là cô không nghĩ rằng tôi cố gắng như thế giúp công ty phát triển là để đánh bại Từ Doanh đó chứ? Đương nhiên mục đích chính của tôi là kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng nhất. Đương nhiên, chuyện đánh bại Từ Doanh xem như là một mong muốn từ lâu ở trong lòng tôi. Vậy chẳng phải anh sẽ thấy vui lắm sao? Tôi vui cực đấy, tôi thật sự thấy rất vui. Nhưng mà cũng không phải chỉ vui về một chuyện này. Còn vui về chuyện gì nữa? Cô, anh quay đầu xe làm gì? Đột nhiên muốn tới một nơi khác. Cô đi cùng tôi nha. Được. Ông chủ, đến rồi sao? Ừ, như cũ nha. Hai bánh chiên thập cẩm, hai ly đậu nành thêm đường. Có ngay. Cô cũng tới rồi sao? Được rồi, đợi chút, có ngay nha. Được. Còn nhớ nơi này không? Đương nhiên tôi nhớ rồi. Chẳng phải sau lần đi thăm Trương Bằng Trình sao? Đúng. Cho nên, sao vậy? Đột nhiên không muốn khiêng cây phát tài nữa à? Sao lại chạy tới đây? Đậu nành tới rồi, uống trước nha. Dạ được, bánh chiên sẽ có ngay. Được, cảm ơn. Đến đây khiến cho tôi nhớ, vài ngày trước tôi còn gọi điện cho Trương Bằng Trình đấy. Bây giờ anh ấy đi làm ở doanh nghiệp nhà nước. Tết này chuẩn bị đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Đúng là không ngờ, ngược xuôi ngang dọc, chúng ta vẫn đến đây. Sao vẫn cứ khó đâm như cũ vậy? Lương Sản à, tôi thích em. Em thấy thế nào? Tôi muốn anh giúp tôi đâm ống hút. Được, đưa tôi làm cho. Em thấy thế nào? Thật ra thì tôi không thấy bất ngờ. Sau đó thì sao? Nhưng tôi vẫn chưa tới mức thích anh. Tôi cũng không bất ngờ. Tôi hỏi thêm một câu nha. Anh nói đi. Em có từng rung động với tôi không? Đã từng. Vậy là được rồi. Là sao chứ? Tức là sau này chúng ta nên thế nào thì cứ như thế. Tôi thích em là chuyện của tôi. Còn em cũng không cần phải thấy áp lực hay gì hết. Hiểu rồi. Đều là người trưởng thành rồi mà. Thích anh hay không là chuyện của tôi. Không, không, không. Không gì chứ. Thích tôi
là chuyện sớm muộn. Ngon không? Hơi ngọt. Đã từng. Lúc nào vậy chứ? Tôi đã làm gì để cô ấy rung động nhỉ? Lúc nãy sao tôi lại không chịu hỏi rõ một chút? Cái đầu này của tôi thật là... Liệu có phải buổi tối đi chơi thú nhúng không ha? Bầu không khí tối hôm đó không tệ. Đúng. Cũng có thể lắm. Cùng nhau chơi thú nhúng. Cộng một điểm. Tôi trò chuyện cùng cô ấy, giả làm người lạ. Cộng một điểm. Đúng rồi, tôi còn giúp cô ấy thương lượng vitamin C của quốc Bắc. Phải cộng một điểm. Cùng nhau chơi ném phi tiêu. Cộng một điểm. Còn gì nữa chứ? Vào buổi tối, Carnival diễn ra cũng ly từ xa. Cái này phải cộng 2 điểm mới phải. Cũng được đấy. Cũng... Hủy hợp đồng trừ 50 điểm. Phải làm sao đây? Không đúng, cách tính này không đúng lắm. Chúng ta phải giảm một điểm cao nhất, rồi phải giảm một điểm thấp nhất. Tổng điểm cũng ổn đó chứ. Đừng động vào. Ai vậy? Quả? Không không. Sao em lại tới đây thế? Hả? Em không để anh đi đón em. Tại vì em phải kiểm tra đột ngột chứ. Để xem anh có làm chuyện xấu gì không. Anh có thể làm chuyện xấu gì chứ? Em xem chỗ này đâu có ai đâu. Mọi người đều đang họp ở trong. Qua chỗ ghế sofa rồi nói tiếp đi. Anh có biết không, hôm nay em vẫn thấy giống hệt như mơ. Khi bọn em là nhân viên mới, phải xem sổ tay nhân viên, rồi còn tập huấn trước khi đi làm nữa, và còn phải làm bài kiểm tra, làm quen với tiền bối, đủ các loại việc hết. Thế mà khi bọn em rời đi, chỉ cần ký tên thì mọi thứ đã chấm hết. Hôm nay khi em đi ký tên, chỗ của em đã có người mới ngồi vào, đã thể hiện rõ rệt việc em có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Ai nói thế? Em đâu phải là người dễ bị thay thế được. Thì quả à, Tường Bốc Phốt tuy là dự án đầu tiên mà em làm cố vấn tài chính, nhưng mà em là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Mà anh cũng đã nghĩ kỹ nên để em ngồi chỗ nào rồi. Ở đâu? Đây nè. Anh sẽ bỏ cái bàn này đi rồi đặt một chỗ ngồi ở đây. Thì chúng ta có thể ngồi làm việc cùng nhau. Gần vậy kìa. Gần thì không tốt à? Vậy mới không cô đơn chứ. Vậy chỗ ngồi này có hút được tiền bạc không? Chỗ ngồi này không biết có hút được tiền bạc hay không, nhưng mà hút được một bé tề tụng đấy. Người nhà tới rồi. Hoan nghênh tiểu quả, sau này chúng ta là gia đình rồi. Ai là gia đình với cậu chứ? Tôi nói nè, Tiểu Tân, cậu nói chuyện có chừng mực đi. À thì, tôi xin tự giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Khương Tiểu Quả. Hôm nay tôi vừa mới nghỉ việc ở Lam Hòa. Kể từ hôm nay tôi sẽ là cố vấn tài chính. Và
Tường bóc phốt sẽ là dự án đầu tiên của tôi. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát triển lớn mạnh. Hay, vỗ tay, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Thôi đừng có vỗ tay nữa, người ta đã nói xong đâu. Nói gì nữa? Hai chúng ta đấy, chuyện này thì... Hà thì, ngoài những cái đó ra thì tôi còn là bạn gái của người này, người yêu của tôi đó. Cả hai sếp của công ty chúng ta đều thoát kiếp FA rồi, còn 8 người chúng tôi là cô đơn thôi ấy. Đây là có tính bị thương trong lúc làm việc không? Tính cái gì mà tính chứ. Các cậu cứ yêu lẫn nhau luôn đi. Đúng đó. À, mọi người cứ yên tâm đi, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm những chuyện quá lố trong giờ làm việc đâu ha. Đúng đúng đúng, chúng tôi chuyên nghiệp mà. Ở những nơi công cộng thì sẽ không rải cơm chó đâu. Mà cho dù có thì cũng sẽ không để cho mọi người thấy đâu. Dù có thấy cũng coi như không thấy ha. Thật ra thì hôm nay tôi muốn đến để chia sẻ với mọi người một chút tình hình của vài công ty đầu tư mạo hiểm mà tôi thu thập được. Chúng tôi cũng chuẩn bị họp, vậy nói trong lúc họp nha. Được, làm việc thôi, đi nào. Tình hình đại khái là như thế. Và tôi cũng đã gửi đề xuất kinh doanh của mọi người tới một vài công ty đầu tư mạo hiểm rồi. Nhưng những công ty nước ngoài trước mắt vẫn chưa có phản hồi. Phổ Lăng và Cao Đỉnh thì cũng có nghiêng về một chút. Và họ cũng khá quen thuộc với tôi. Cho nên tiếp theo có tiến triển gì tôi sẽ kịp thời thông báo cho mọi người. Cô làm nhanh thật đấy. Tôi rất yên tâm về cô. Lát nữa tôi phải đi đàm phán hợp tác với bên quảng cáo. Nên cứ vậy nha, tôi đi trước. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Lát nữa tôi sẽ tổng hợp lại thông tin của các công ty đầu tư mạo hiểm rồi gửi vào thư mục chung nhé. Được. Anh cũng chia sẻ quyền cho em nữa đi. Được rồi, em vào cập nhật dữ liệu. Nè, anh mở quyền cho em rồi nha. Em vào được rồi. Người nào đó làm việc nghiêm túc chút đi. Sao anh không nói? Tây Tùng, cậu quên rồi à? Cái file này chúng tôi đều xem được đấy nha. Hả? File nào chứ? Hả? Ai? File nào đâu? Mọi người cứ làm việc đi. Nhanh lên đi. Làm đi, đừng có lề mề nữa. Bà xã ơi. Bà xã, anh nói nhỏ tôi. Bảo Bảo đêm qua tăng ca nên đang ngủ bù đó. Thế à? Nào nào qua đây anh Bảo. Gì thế? Ngồi xuống đi. Anh Bảo cái này. Anh kiếm được tiền rồi. Tiền này ở đâu ra vậy? Em còn nhớ Lão Trương không? Ừ, Lão Trương, người mà làm linh kiện điện tử đó. Anh gặp anh ấy. Công ty anh ta bây giờ đang tuyển quản lý thu mua, cho nên bảo anh đi làm. Thật hả? Thật mà. Anh ta cũng biết tình hình của mình hiện giờ, nên trả trước cho anh một tháng lương đấy. 10.000 đó. Thời nay sao nhiều người tốt vậy? Chứ còn gì nữa? Đây, làm gì đủ 10.000? Suýt nữa thì quên. Anh mua cái thẻ này cho em. Cái gì đây? Ngày này 20 năm trước, lúc kiếm được khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời, anh đã mua cho em một cái vòng tay. Chính là cái vòng tay này, em nhớ không? Từ đó về sau, chúng ta càng ngày càng sống tốt hơn. Cho nên hôm nay anh tặng em tấm thẻ này, một là để chúc mừng anh kiếm được tiền, thứ hai là một bước ngoặt tốt, dự đoán tương lai chúng ta sẽ sống được tốt như ngày xưa. Nhưng bây giờ em không có giống ngày xưa nữa rồi. Chúng ta đang nợ bao nhiêu tiền kìa? Tấm thẻ này đến tận 5.000 đấy, đủ để cho chúng ta sống một tháng rồi. Alo, cậu gửi cho tôi video hài này làm gì? Thì ngủ bù một giấc rồi cười cho sảng khoái.
Nè, hôm nay cậu được nghỉ, có dự định gì chưa? Lát nữa tôi sẽ đi đánh bóng với lũ bạn, chị đi không? Được. Làm sao có thể kiếm được nhiều tiền nhanh như thế được? Đối mặt với thực tại đi, lát nữa tôi gọi lại nha. Em không thể tin anh một lần à? Tin anh một lần thì sao nào? Vấn đề ở đây không phải là có tin hay không, thế vấn đề là gì? Bố mẹ, có chuyện gì thế hả? Bảo Bảo à, mẹ nấu cơm xong rồi, con hâm lại đồ ăn đi. Mẹ phải đi làm chút việc. Mẹ đi đâu vậy? Nè, con cái nhà ai mà suốt ngày đánh bóng thế không biết, phiền muốn chết đi được. Nói cho anh biết, nếu như hôm nay không trả được tấm thẻ này thì em sẽ về nhà làm việc với anh. Mẹ à, chờ con với. Mẹ, chờ con. Mẹ, mẹ. Mẹ à. Mẹ. Mẹ, mẹ đừng có giận nữa mà. Bố chỉ muốn làm cho mẹ vui thôi mà. Làm mẹ vui thì cũng không được tiêu linh tinh. Phải trả cái thẻ này về. Bố nói là không trả được mà mẹ. Hay là chúng ta đăng lên mạng, nhỡ đâu có người mua thì sao? Chứ đăng lên mạng còn phải giảm giá nữa hả? Không được đâu. Mẹ, con sắp lãnh lương rồi. Lúc đó thiếu bao nhiêu con sẽ bù vào nha. Con bù? Con bù thì được bao nhiêu? Bây giờ chúng ta đang nợ chỗ thì mấy trăm, chỗ thì mấy ngàn. Tới khi nào mới trả hết nợ được chứ? Mẹ, xuất phát bây giờ luôn sao? Đâu rồi? Sao thế? Chú à, Ân Thưởng hả? Đại Bảo có nhà không à? Tại vì cháu không nhắn tin hay gọi điện được cho cô ấy, chúng cháu có hẹn ra ngoài rồi. Bảo Bảo, con bé, chào mừng quý khách, chào cô. Phiền cô hoàn giúp tôi cái thẻ này được không? Hoàn thẻ à? Xin lỗi, bên chúng tôi không chấp nhận hoàn thẻ. Cô chăm trước giúp tôi đi. Chồng của tôi không biết gì cho nên mua nó mất. Mà tôi thì không dùng tới. Chị à, chị xem giúp tôi quy định của cửa hàng là đã mua thẻ thì không được đổi. Nhưng mà tôi vừa mới mua mà, tại sao chứ? Đúng đó, trong luật bảo vệ người tiêu dùng có biết rồi mà. Cửa hàng của chúng tôi có quy định như vậy. Hay là thế này đi, chị gọi điện hỏi người mua tấm thẻ này xem, lúc bán thẻ chúng tôi có chắc chắn nói là không được đổi không? Các cô làm luật rừng đấy à? Sao lại thế được hả? Có chuyện gì vậy? Thưa giám đốc, là chuyện trả thẻ. Mới bán sáng nay đúng không? Cho tôi xem một chút. Là tấm thẻ của anh Đoàn. Đúng rồi, chị à. Tôi thấy anh ấy cùng họ cho nên tôi đã giảm cho anh ấy 12%. Vừa mua xong mà muốn trả thì không hợp quy định. Tôi rất xin lỗi, nhưng mà không trả được đâu ạ. Nhưng mà cậu đã giảm giá rồi thì chẳng phải dễ trả hơn sao? Anh ấy đã dùng tiền sinh hoạt của cả nhà để mua. Bây giờ tôi đang rất cần tiền, cậu cho tôi trả lại đi. Tôi rất thông cảm cho chị. Nhưng đây là chuyện nhà chị đúng không? Chị đừng ở trong cửa hàng của tôi ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng tôi đúng không? Muốn mua thì mua, muốn trả thì trả. Cửa hàng này do chị mở chắc. Sao cô gái này nói chuyện lại khó nghe như thế? Đúng đó. Thì đúng như vậy, không mua nổi thì đừng có cố quá khả năng. Cô có cần phải tới mức đó không? Đúng đó. Hơn nữa, bây giờ cho dù mua ở đâu, cho dù là ở trên mạng hay là trên TV, mua ở đâu cũng trả lại được, tại sao ở đây không trả được? Chúng tôi không phải ông chủ, chúng tôi không thể giải quyết được. Nghe thấy chưa, hai người? Chúng tôi là khách. Chị ơi, mong chị bình tĩnh lại đã. Trật tự kinh doanh của cửa hàng. Tôi nói cậu nghe, tôi đang rất bình tĩnh. Bây giờ tôi đến để trả thẻ. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài giải quyết. Không liên quan tới cậu, cậu im miệng đi. Tôi trả thẻ lại, nói chuyện đàng hoàng được không? Nào ra ngoài nói chuyện đi. Các cậu làm gì thế? Đi đi ra ngoài rồi nói. Nè, làm gì thế? Thả ra. Các anh mau thả ra. Thả tôi ra. Mấy anh làm gì vậy? Mẹ không sao chứ? Tôi mặc kệ. Hôm nay tôi cứ ngồi ở đây, các anh phải cho tôi trả thẻ, không thì tôi ngồi hoài luôn. Nào nào đứng dậy đi. Tôi không đứng. Làm gì thế? Khóc lóc ăn vạ đúng không? Tôi nói các cô nghe, bớt làm mấy trò đó đi. Tôi khóc lóc ầm sầm ăn vạ đó thì phải làm sao? Đúng đó. Lúc làm thẻ thì nói đàng hoàng, bây giờ lật mặt không nhận. Chỗ các anh chỉ biết thể hiện, biết liêm sĩ là gì không? Nói ai không biết liêm sĩ? Mẹ con các cô làm mất mặt. Còn nói người ta, cô mới không biết xấu hổ. Mọi người mau nhìn đi, cái cửa hàng này lừa đảo đó. Oan cho tôi quá, chỗ này chuyên lừa đảo khách hàng, đừng tới đây mua hàng nữa. Thả tay ra, đây là cửa hàng lừa đảo, đừng tới đây mua hàng nữa, toàn đi lừa đảo khách thôi. Mọi người đừng vào đây, đừng động vào. Có trả không? Trả không? Không trả là tôi đập cửa hàng đấy.
Các cô làm như thế là quấy rối an ninh trật tự biết không? Quấy rối việc kinh doanh của cửa hàng. Hành vi khóc lóc ăn vạ thế này cực kỳ đáng phê bình. Nếu cửa hàng người ta vi phạm pháp luật, các cô có thể dựa theo luật pháp mà khiếu nại người ta. Quậy cái gì mà quậy? Còn cậu nữa, con nhỏ mà không lo học hành, còn học theo người ta làm giang hồ nữa. Muốn đập tiệm người ta đúng không? Đập đi. Nếu mà đập thật thì bây giờ không chỉ bị nói vài câu đơn giản thôi đâu. Cậu cảnh sát, không liên quan tới trẻ con, là lỗi của tôi. Chị là phụ huynh, tôi phải nói chị vài câu. Sao lại dẫn con cái đi quậy như thế? Là phụ huynh, chị phải biết gương mẫu mẫu mực mới đúng. Đúng đúng đúng. Sau này tôi không thế nữa. Nói chuyện đàng hoàng thì chẳng phải đã không xảy ra chuyện thế này rồi sao? Người ta trả lại tiền cho chị, xem như chuyện này là xong rồi nha. Sau này không được làm những chuyện như vậy nữa nha. Đi đi, cảm ơn anh, cảm ơn. Bảo Bảo, mẹ à, mẹ về nhà trước đi. Con về 602 thu dọn đồ đạc rồi sẽ về. Cô à, để cháu. Đừng có đi theo tôi nữa. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi và mẹ. Không có gì. Nhưng mà ân thưởng à. Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi như thế. Có gì đâu. Chúng ta, không phải chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít chuyện hỗn loạn rồi sao? Đóng giả ăn mày, đi cướp bánh bao, ra vẻ hung dữ, rồi đi đòi nợ, sao mà giống vậy được chứ? Cậu có biết lúc nãy tôi nghĩ gì không? Nếu như tôi là người đi đường đứng xem, tôi nhìn thấy có người vì chuyện trả thẻ mà ngồi dưới đất khóc lóc ăn vạ, tôi sẽ nghĩ cô ấy đáng thương quá. Vì sao tôi có thể mặc kệ lòng tự tôn của chính mình chứ? Nhưng mà tôi hoàn toàn mặc kệ người khác nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi như thế. Càng không muốn biến cậu trở thành người như tôi, biến thành một kẻ xấu. Chị nói gì thế? Làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ? Tôi hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh lúc đó của chị. Nếu đổi lại là tôi, cậu có biết điều đáng buồn nhất là gì không? Cho dù tôi ghét loại người đó như thế nào, nhưng nếu có quay lại, tôi vẫn sẽ ngồi dưới đất. Đại Bảo à, không sao đâu, có sao đó. Trước kia tôi luôn nghĩ rằng những điều này không liên quan gì tới chúng ta. Nhưng cuộc đời tôi bây giờ đã có vấn đề rồi. Tôi không muốn chúng ta cùng nhau gánh vác. Ân Thưởng à, tôi thích cậu. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tôi. Nhưng mà chỉ tới đây thôi. Nào, uống nước đi. Cảm ơn nha. Cô gái à, sao cô cứ cười mãi thế? Có chuyện gì vui lắm sao? Lát nữa tôi đi hẹn hò. Bạn trai của tôi, anh ấy đặc biệt quay về để đón kỷ niệm 2 tháng yêu nhau với tôi. Bạn trai của cô chu đáo thật đó. Bình thường đàn ông đừng nói là kỷ niệm 2 tháng yêu nhau, tới kỷ niệm 2 năm họ cũng nhất định sẽ không vui vẻ đón mừng. Vậy sao? Ừ, có thể là bạn trai tôi khá là đặc biệt, chứng minh anh ấy cực kỳ quan tâm cô. Tôi cũng rất quan tâm anh ấy. Lát nữa tôi còn phải đi làm tóc. Tôi còn chuẩn bị nhẫn tình đôi cho chúng tôi. Tôi định tặng anh ấy vào lúc ăn cơm. Vừa hay, liệu trình ngưng động thời gian giữ lại nét đẹp này làm xong. Hôm nay tôi cũng không còn khách. Lát nữa tôi tặng cô một gói chăm sóc tay. Bảo đảm khi nhìn thấy tay cô đeo nhẫn sẽ thấy tay cô mềm mại như em bé. Được đó, cảm ơn cô nha. Không có gì.
Người đẹp, thật ra cô có thể làm uống tóc kiểu Pháp, cảm giác bồng bềnh, nhìn sẽ càng có khí chất hơn. Được. Anh à, tôi muốn hỏi một chút, có thể làm xong trong 3 tiếng không? Chắc chắn là còn dư. Thầy Châu. Alo thầy Châu. Tiểu Chu, lúc nào em có thể gửi báo cáo cho thầy? Hiện giờ ngoài phần lập luận ra thì những chỗ khác em đều xong cả rồi. Tối nay cố gắng đẩy nhanh một chút, muộn nhất là sáng mai em có thể gửi cho thầy. Được. Vậy em gửi phần đã làm xong cho thầy trước đi, thầy xem qua giúp em. Dạ được. Cảm ơn thầy Châu. Cẩn thận bậc thang. Cảm ơn. Mời đi bên này. Anh à, anh có muốn gọi món luôn không? Đợi sau khi bạn gái tôi tới tôi sẽ gọi. Dạ được. Anh đến rồi, em cứ từ từ đi nhé. Anh Billy à, chào cô. Tôi phải chờ bao lâu nữa? Thật ngại quá người đẹp, hôm nay thật sự bận quá. Nhưng mà cô yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi. Chân tóc vẫn hơi bị vểnh một chút, để tôi giúp cô làm mềm nha. Rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa? Không tốn công lâu đâu, tôi lập tức phun chút nước thuốc cho cô. Billy, không phải, tôi đang gấp lắm. Anh Billy à, không cần đợi chứ? Không cần, gội đầu trước đi. Được rồi, nào. Có thể em sẽ tới muộn một chút, sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Anh à, anh có muốn gọi món luôn không? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bạn gái tôi tới tôi sẽ gọi. Món chính của chúng tôi là ốc sinh kiểu Pháp, là món giới hạn mỗi ngày. Nếu như anh còn không gọi, sợ là không gọi được nữa. Là vậy sao? Vậy thì bây giờ tôi gọi trước, đợi lúc bạn gái tôi tới thì mang lên được không? Ốc sinh kiểu Pháp phải ăn lúc nóng, hay là anh hỏi thử cô ấy lúc nào tới, lúc đó chúng tôi sẽ chế biến cho anh. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Được. Đại khái còn bao lâu nữa em tới được? Anh Billy, còn phải chờ bao lâu nữa? Sau khi định hình tóc xong thì tháo ra, gội, cắt tỉa rất nhanh thôi. Bỏ đi, tôi không làm nữa đâu. Anh tháo ra giúp tôi đi. Bạn trai tôi chờ tôi cả nửa ngày rồi. Giờ mà tháo ra thì xấu lắm. Không sao, anh cứ tháo đi. Tháo ra đi, nhanh lên. Được rồi. Cô xem, trông rất kỳ. Như thế này cô đã mất cả buổi chiều rồi. Nếu đi gặp bạn trai với mái tóc này thì lỗ lắm. Cô dứt khoát làm cho xong đi. Lúc đó cô xinh đẹp đi đến, bạn trai cô nhìn thấy cũng sẽ không giận nữa. Vậy còn bao lâu nữa mới xong? 15 phút nữa. Tôi đi lấy nước thuốc định hình trước. Phải 15 phút nữa em mới xong. Đi xe mất khoảng 30 phút. Đại khái khoảng 45 phút là em tới.